Đây là một điện thoại 1202 cảm ứng đã độ lên đèn LED với giá là 550 tới 600k. Nếu anh em nào có nhà hứng thì đến với mình luôn, độ những điện thoại độc độc nhất vô nhị. Làm lại một lần nữa cho mấy anh em thấy luôn, vuốt như iPhone luôn. Hàng này là hàng độc quyền luôn. Rồi mời anh em nếu mà thấy được thì đến bóc nói nha, và hứa hẹn nhiều cái khác nữa.